Xin chào mừng các con đến với chương trình siêu trí nhớ học đường. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Dương Thị Thanh Hằng, hiện đang công tác tại trường tiểu học Lê Quý Đôn, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui khi được đồng hành cùng các con trong chương trình siêu trí nhớ học đường. Các con thân mến, mỗi ngày trong sinh hoạt của các con, chúng ta thường truyền đạt suy nghĩ, cảm xúc của mình thông qua lời nói đúng không nào? Vậy khi các con muốn nói lời từ chối về điều gì đó, hoặc nói lời bày tỏ sự ngạc nhiên, vui mừng, các con có tự hỏi phải nói thế nào mới phù hợp không? Chúng ta cùng tìm hiểu điều này qua bài học Nói và đáp lời từ chối, lời bày tỏ sự ngạc nhiên, vui mừng. Bài học gồm hai nội dung. Nội dung thứ nhất, nói và đáp lời từ chối. Nội dung thứ hai, nói lời bày tỏ sự ngạc nhiên, vui mừng. Trước khi vào bài học, cô mời các con đọc lại nội dung bài tập đọc Ai ngoan sẽ được thưởng. Khi đọc, chú ý lời nói của bạn tội nhé. Các con đã đọc bài xong chưa? À, vậy thì sau khi đọc bài, các con hãy cho cô biết bạn tội trong bài tập đọc Ai ngoan sẽ được thưởng nói thế nào khi được bác Hồ chia kẹo. Thưa bác, hôm nay cháu không vâng lời cô. Cháu chưa ngoan nên không được ăn kẹo ạ. À, bạn tội đã nói như thế khi được bác Hồ chia kẹo đấy các con. Cô tin là các con đã trả lời được câu hỏi này. Thế bạn nào còn nhớ vì sao bạn tội lại nói như thế? À, vì bạn nhận xét được mình chưa ngoan nên bạn từ chối nhận kẹo của bác. Bạn tội là một cậu bé dũng cảm phải không các con? Vì tội đã dám nhận khuyết điểm của chính mình. Vậy, từ câu chuyện của bạn tội, theo các con, chúng ta thường nói lời từ chối khi nào? À, chúng ta sẽ nói lời từ chối khi không muốn nhận một điều gì đó từ một người khác. Vậy, các con nhớ nhé, mình sẽ nói lời từ chối với điều mình không muốn. Tiếp theo, cô và các con cùng đi vào tìm hiểu kỹ hơn về việc nói và đáp lời từ chối thế nào các con nhé. Cô có câu hỏi cho các con như sau. Khi nói lời từ chối, con cần nói với thái độ thế nào? Vì sao? Các con hãy suy nghĩ và cho cô câu trả lời nhé. À, khi nói lời từ chối, chúng ta nên có thái độ nhẹ nhàng, tế nhị và tôn trọng người nghe, tránh dùng những từ ngữ nặng lời các con nhé. Khi đó ta sẽ không làm tổn thương cho người nghe. Vậy khi đáp lại lời từ chối thì thế nào? Các con sẽ có thái độ ra sao khi phải đáp lại một lời từ chối? À, để đáp lại một lời từ chối, các con hãy có thái độ nhã nhặn, vui vẻ, lịch sự. Như vậy, chúng ta sẽ nói lời từ chối với mục đích từ chối một điều gì đó mà chúng ta không muốn nhận, không muốn làm. Khi nói lời từ chối, các con cần chú ý nói với thái độ nhẹ nhàng, tế nhị và tôn trọng người nghe, tránh làm tổn thương người nghe nhé. Cũng như khi đáp lại lời từ chối, các con cần chú ý thái độ nhã nhặn, vui vẻ và lịch sự. Ở nhà, khi ba mẹ nhờ làm một việc mà con cho rằng quá sức với mình, thì con hãy mạnh dạn từ chối và đừng quên giải thích cho ba mẹ hiểu vì sao mình từ chối nhé. Có như thế, ba mẹ mới không buồn lòng. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung thứ nhất của bài. Hẹn gặp lại các con ở nội dung thứ hai nhé.